Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Sáng ngày 31 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sông Trăng đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Lẹ, sinh năm 1960, ngụ xã Lai Hòa, Thị xã Vĩnh Châu để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, lúc 18 giờ cùng ngày, do mâu thuẫn với con dâu là chị VTH, sinh năm 1978, ông Trần Văn Lệ dùng hung khí chém chị Hát tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng Lệ bỏ trốn khỏi hiện trường, nhưng bị công an địa phương truy tìm, bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một khu vực nhiều cây cối gần hiện trường. Vụ án khiến người dân địa phương hết sức bàng hoàng. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sóc Trăng làm rõ. Sáng ngày 30 tháng 7, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương điều tra một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn. Nạn nhân là một người phụ nữ trẻ vừa mới chuyển đến thuê trọ cùng chồng tại địa phương này. Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Gia Thịnh, vụ án mạng xảy ra vào chiều ngày hôm qua 29 tháng 7, chỉ vài giờ sau khi cặp vợ chồng đến thuê trọ tại một nhà dân trên địa bàn, người chồng đã ra tay sát hại vợ mình rồi đến cơ quan công an đầu thú. Nạn nhân được xác định quê quán ở Nghệ An, trong khi người chồng là người địa phương. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án. Vụ án mạng xảy ra đã gây rúng động dư luận địa phương, nhiều người dân tỏ ra bàng hoàng và không khỏi xót thương trước cái chết của người phụ nữ trẻ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Mới đây, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan cựu chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và 49 người khác kết thúc phần tranh luận. Hội đồng xét xử nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào 14 giờ ngày mùng 5 tháng 8. Đứng trước mục khai báo nói lời sau cùng, bị cáo Trần Đắc Sinh, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE cho biết từ khi được Đảng, Nhà nước phân công làm việc trong thị trường chứng khoán cho đến ngày nghỉ hưu, mục tiêu của ông chỉ mong làm sao cho thị trường chứng khoán phát triển. Ông Sinh Vivon tuy nhiên vào những ngày cuối sắp nghỉ hưu tôi bị một con virus lừa đảo chui qua tất cả các cửa để cuối cùng tôi bị phạm tội như ngày hôm nay ông sinh gửi lời xin lỗi đảng nhà nước đã tin tưởng phân công nhưng ông đã không hoàn thành nhiệm vụ ông sinh cũng xin lỗi bộ tài chính ủy ban chứng khoán nhà nước sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh và tất cả các nhà đầu tư đã tin tưởng ông ông sinh phân trần bản thân tôi với kinh nghiệm rất lớn nhưng đã phạm những sai lầm để cho việc lừa đảo diễn ra làm giảm mất lòng tin của nhà đầu tư với thị trường chứng khoán hôm nay đứng tại đây tôi rất buồn ân hận cựu chủ tịch hose cho rằng vụ án này để lại quá nhiều bài học ông nói bản thân tôi không bao giờ tưởng tượng ra được cái hành vi gian lận lừa đảo kinh khủng có ý đồ sâu sắc như vậy ông giải bày và tha thiết mong muốn trong thời gian tới có những chấn trình để thị trường chứng khoán minh bạch hiệu quả theo ông sinh trong vụ án hose có bốn cựu lãnh đạo trở thành bị cáo tất cả đều là người được đào tạo sâu, bài bản trong và ngoài nước về nghiệp vụ, đi từ đầu với thị trường, nhưng cũng như ông đã bị virus lừa đảo quét qua và không đủ trình độ ngăn chặn. Cuối cùng, ông xin xin hội đồng xét xử xem xét giữa công và tội, giảm án cho ba cựu cấp dưới tại HOSE. Mới đây, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm 254 bị cáo trong đại án đăng kiểm Hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các luật sư bào chữa tiếp tục xét hỏi đối với nhóm bị cáo thuộc trung tâm đăng kiểm 5005V, 5006V và 5007V. Tại phiên tòa, ông Ngô Ngọc Sơn, cựu giám đốc trung tâm đăng kiểm 5007V thừa nhận cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh truy tố về tội nhận hối lộ, số tiền chịu trách nhiệm hình sự và số tiền hưởng lợi bất chính là đúng. Ông Sơn cho biết từ tháng 10 năm 2017 cho đến tháng 8 năm 2018. Khi nhận nhiệm vụ giám đốc trung tâm đăng kiểm 5007V, ông đã thực hiện rất nghiêm, không cho các đăng kiểm viên nhận tiền của chủ phương tiện khi kiểm định. Tuy nhiên, tới tháng 8 năm 2018, vì có nhiều áp lực về doanh thu, để đảm bảo đạt chỉ tiêu số lượng phương tiện kiểm định và lương thưởng cuối năm của nhân viên, ông Sơn đã họp với các phó giám đốc, trưởng truyền để hội ý việc nhận tiền bỏ qua lỗi, kiểm định đạt cho các phương tiện đăng kiểm cho phép nhân viên nhận tiền bồi dưỡng từ chủ phương tiện để bỏ qua các lỗi nhỏ và tăng thêm thu nhập. Ông sơn yêu cầu mỗi truyền hàng tháng phải đưa 10 triệu đồng để có tiền gửi cho lãnh đạo cục đăng kiểm Việt Nam và giải quyết công việc đối ngoại của trung tâm. Chủ trương nhận tiền này không có chỉ đạo từ cục đăng kiểm Việt Nam. Cụ thể trong cuộc họp giao ban, ông đã đề nghị nới làm quy định. Ông này quán triệt với các nhân viên trung tâm. Thôi thì kiểm tra nơi nới cho người dân những lỗi nhỏ rồi nhắc nhở chủ phương tiện nếu chủ phương tiện đưa bồi dưỡng thì nhận để tăng thêm nguồn thu nhập cho nhân viên của trung tâm cũng như có chi phí ngoại giao. Chi phí ngoại giao này gồm tiền đưa hối lộ cho các lãnh đạo cục đăng kiểm qua các thời kỳ là Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà. Bị cáo Sơn mô tả đây là văn hóa phong bì tại nơi làm việc. Việc đưa hối lộ cho các lãnh đạo cấp cao này nhằm để họ tạo điều kiện cho các hoạt động của trung tâm đăng kiểm 5007V. Bị cáo Sơn nói, không đưa thì không tự tin lắm trong giao tiếp, không tự tin lắm khi làm việc. Giai đoạn đầu, ông Sơn đưa cho ông Trần Kỳ Hình, cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam tổng số tiền là 680 triệu đồng. Sau khi ông Hình nghỉ hưu, ông Đặng Việt Hà lên làm cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam, ông Sơn đã đưa ông Hà 357 triệu đồng. Ngoài ra, ông không còn đưa tiền cho ai khác. Hiện gia đình ông Sơn đã khắc phục toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính 800 triệu đồng. Sáng ngày 30 tháng 7, tại phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2024 của Đồng Nai, Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai thông tin. Cơ quan điều tra đã xác định được nhóm người lừa đảo sử dụng 109 tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt hơn 171 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Giang Hương khi còn làm chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch. Theo Thượng tá Toàn, căn cứ tài liệu, hồ sơ điều tra ban đầu, nhóm lừa đảo 171 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Giang Hương khi còn làm chủ tịch huyện Nhân Trạch là người Việt sống ở Campuchia. Thượng tá Toàn nói Căn cứ tài liệu và chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh đã xác định được nhóm người có quốc tịch Việt Nam sống ở Campuchia dưới sự chủ mưu, cầm đầu của người nước ngoài đã sử dụng 109 tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch. Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện 12 đối tượng đang sống tại Việt Nam dùng căn cước công dân già để đăng ký 7 tài khoản bán cho nhóm lừa đảo tại Campuchia. Thượng tá Toàn cho biết, hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Trước đó hồi tháng 3, bà Nguyễn Thị Giang Hương trình báo bị nhóm lừa đảo hù dọa, sau đó yêu cầu mở tài khoản để chuyển tiền vào. Do không có số tiền lớn, bà này đã huy động tài chính từ người thân, bạn bè. Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày, nhóm tội phạm bằng nhiều thủ đoạn đã xâm nhập vào tài khoản, rút mất 171 tỷ đồng. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an đã tập trung lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các cục nghiệp vụ để điều tra. Tại kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa 10, trong báo cáo trả lời chất vấn cử tri của Công an tỉnh Đồng Nai, đơn vị này cho hay bà Hương bị nhóm lừa đảo giả danh Phó Giám đốc Công an tỉnh gọi điện hù dọa có liên quan đến pháp luật để lừa đảo. Ông Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, đã ký quyết định cách chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhân Trạch đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương. Trước đó, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh xử lý kỷ luật hành chính đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch theo quy định của Đảng. Ban Thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai cũng thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch bằng hình thức cách chức Phó Bí thư huyện ủy Nhân Trạch nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ tỉnh ủy Đồng Nai kết luận bà Nguyễn Thị Giang Hương làm những việc tùy pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của đảng viên. Vi phạm của bà Nguyễn Thị Giang Hương là nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm sút uy tín bản thân, uy tín huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Nhân Trạch. Sau đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức kiểm tra và xác định bà Nguyễn Thị Giang Hương có khuyết điểm vi phạm, kê khai tài sản không trung thực vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, luật phòng chống tham nhũng và quy định 69 của Bộ Chính trị, khóa 13 về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Đồng Nai đã kiến nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy xem xét thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương theo thẩm quyền.